Kính mời quý ông bà, anh chị em lắng nghe và suy niệm tin mừng ngày thứ hai sau Chúa Nhật 4 Phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh do An Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng Thật, tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, kẻ ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con rồi chúng, dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau. Vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ nhưng sẽ chạy trốn vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy Đức Giêsu lại nói: "Thật, tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy." phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay trong bài tin mừng, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh người mục tử và đoàn chiên để nói lên vai trò và sứ mạng cứu thế của Ngài và mời gọi chúng ta biết nhận ra và lắng nghe tiếng Chúa nói với mỗi người chúng ta khi đưa ra hình ảnh thân quen của những sinh hoạt của người mục tử và cách riêng khi ví mình là cửa chuồng chiên. Ngài đã nói lên vai trò và sứ mạng cứu thế của Ngài đối với nhân loại. Ngài vừa là cửa dẫn vào, vừa là nơi trú ẩn an toàn cho những con chiên nào vào trong ràn của Ngài. Hơn thế nữa, Ngài còn là vì mục tử đích thực, vì mục tử nhân lành luôn quan tâm lo lắng cho chiên của mình. Chúa Giêsu là mục tử nhân lành. Ngài yêu thương, lo lắng cho từng con chiên của mình. Con nào đau yếu, Ngài lo chữa chạy. Con nào lạc đàn, Ngài tìm đưa về. Và vì để bảo vệ đoàn chiên, vì muốn đoàn chiên được sống và sống dồi dào, an bình, hạnh phúc. Ngài sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình suy sì gẫm lại bài tin mừng hôm nay chúng ta được mời gọi trước hết hãy nhìn nhận rằng mình cần Chúa Giêsu như là vị mục tử nhân lành dẫn dắt đời mình giữa thế giới thuộc tục hóa và hưởng thụ ta còn có muốn mình được dẫn dắt bởi Chúa Giêsu mục tử hay không và học cách nhận ra tiếng Chúa và để người dẫn dắt trong cuộc sống hàng ngày được thực hiện bằng cách xây dựng thói quen nội tâm là lắng nghe nhận ra và đáp lại tiếng chúa mỗi người chúng ta càng nghe tiếng chúa thì sẽ càng nhận ra ngài cách tinh tế và càng nghe được những điều tinh tế trong tiếng của ngài nói với chúng ta thì chúng ta càng có khả năng thi hành đúng theo ý của người cuối cùng điều này chỉ thực hiện được bằng thói quen cầu nguyện sâu sắc và liên tục. Hãy suy gẫm xem chúng ta chú ý đến Chúa như thế nào trong lời cầu nguyện, lời cầu nguyện hàng ngày của mỗi người chúng ta như thế nào. Chúng ta có dành thời gian mỗi ngày để nghe lắng nghe dòng nói dịu dàng và tuyệt vời của Chúa hay không? và ta có để có cho dòng nói của ngài ngày càng trở nên rõ ràng hơn không Lạy Chúa Giêsu, mục tử nhân lành của con. Chúa nói với chúng con mỗi ngày, Chúa liên tục mặc khải cho chúng con biết ý muốn thánh thiện nhất của Chúa dành cho cuộc đời mỗi người chúng con. Xin giúp chúng con luôn nhận ra dòng nói dịu dàng của Chúa để chúng con có thể được Chúa dẫn dắt vượt qua những thử thách của cuộc sống. Xin cho đời sống cầu nguyện của mỗi chúng con trở nên sâu sắc và bền vững, đến mức tiếng Chúa luôn vang vọng trong tâm hồn và đời sống của chúng con. Nguyện xin Chúa Kitô phục sinh ban cho mỗi chúng con được mãi mãi là chiên ngoan của Ngài. Amen.